Bùi Tín, kẻ phản bội nhân dân Việt Nam đã chết. Bùi Tín sinh năm 1927, Tín có tài làm báo và đã từng giữ chức vụ đại tá, phó tổng biên tập Báo Nhân Dân. Là người có tham vọng lớn và mắc bệnh thèm địa vị. Trước biến cố của các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa vào cuối thập niên 90, vốn có tiếng là nhanh nhạy, nên vị đại tá này cho rằng chỉ vài tháng nữa nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa rồi cũng sẽ bị sụp đổ và nhanh chóng lên kế hoạch chiêu hồi với những mong sẽ quay trở lại với vị thế cao hơn. Tháng 9 năm 1990, Bùi Tín được cử sang Pháp dự hội nghị hàng năm của Báo Nhân Đạo, báo của Đảng Cộng sản Pháp. Do đã kết cấu với các tổ chức chống cộng từ trước, Tín trốn ở lại rồi xin tị nạn chính trị tại Pháp với lý do là để đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Và điều tiếp theo có lẽ không cần phải mọi người nhắc, mọi người cũng hiểu. Đã chót tay nhúng chàm, đâm lao thì phải theo lao. Bùi Tín không thể làm theo điều mình nghĩ. Y phải nói, phải viết, phải điên cuồng chống cộng, bởi đó là cái duy nhất mà phía bên kia cần ở Tín. Nếu không phải vậy, người ta nuôi Tín làm gì? Chỉ tội cho người thân, gia đình Bùi Tín. Thả Tín lâm bệnh mà chết, hay đơn giản lao vào cái xe đang chạy trên đường nào đó mà đi, thì có lẽ hình ảnh Tín trong vai người chồng, người cha mẫu mực sẽ còn mãi trong ký ức của họ, để rồi họ có thể đem ra khoe, kể về những kỷ niệm hạnh phúc ngọt ngào khi gia đình còn đoàn tụ bên nhau với bạn bè và cả thế hệ mai sau của dòng tộc với cả sự tự hào. Nhưng thực tế thật trớ trêu, Bùi Tín không chết theo cách ấy. Hắn sống và âm thầm giết từng thành viên trong cái gia đình từng hết mực kính trọng yêu thương hắn. Tín giết họ bằng những hành vi đê hèn của mình. Y trả lời phỏng vấn các đài quốc tế, viết bài, viết sách, nói chuyện, thôi thì đủ kiểu, miễn là để chứng minh được với các quan thầy hải ngoại là Y một trong những tên vong nô số 1. Y lớn tiếng xuyên tạc tình hình trong nước, đả phái cái chế độ mà mới ngày hôm qua đây thôi, còn trọng dụng và nuôi dưỡng Y. Láo hỗn hơn, hắn còn xuyên tạc và bôi nhọ Hồ Chủ tịch, người đã hy sinh suốt cuộc đời vì dân, vì nước. Cũng chính bác là người đã tạo điều kiện để Bùi Tín được phát triển. Và mới đây thôi, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Bùi Tín cũng lại trả lời phỏng vấn của RFI bôi nhọ vị tướng kính yêu của cả dân tộc chúng ta. Thật nhục nhã cho một kiếp trâu, ngựa như Bùi Tín. Song nói cho cùng, Tín cũng thật đáng thương. 88 tuổi, có lẽ ở tuổi này, giống như bao người khác, Bùi Tín cũng đã nghĩ đến hậu sự của mình. Nếu như những người Việt Nam bình thường khác, ai cũng muốn có một mái nhà bình yên, con cháu vui vầy khi về già, và nhất là khi ốm đau, được người thân chăm sóc. Khi ra đi, linh hồn mình được thấy người thân đưa tiễn, thương tiếc, khóc than, và hơn hết, được nằm ở đâu đó gần gũi và được con cháu thỉnh thoảng đến viếng thăm. Tất cả những điều giản dị tưởng như tất yếu với những người bình thường, thì với Bùi Tín, đó chỉ là những giấc mơ không có thật. Bởi ngay khi còn sống, người thân, gia đình, đồng đội, bạn bè đã chôn chặt ông ta với tấm bia miệng ghi rõ, sống nhục, chết càng nhục. Bùi Tín sống như chết trên căn gác xếp chật chội cùng một người phụ nữ. Tín bị người Việt hải ngoại nghi kỵ, dò xét. Ngay đến Võ Văn Ái, chủ tờ biên tờ Quê Mẹ, và Nguyễn Gia Kiểng, tờ Thông Luận rất phản động, cũng viết bài miệt thị coi Bùi Tín là phần tử bất hảo không đáng tin. Mới đây thôi, ngày 23 tháng 6 năm 2012, trong cuộc nói chuyện tại San Jose, Mỹ, chính Bùi Tín đã bị cộng đồng người Việt tẩy chay, chỉ rủa, đuổi khỏi diễn đàn. Nhìn cảnh Bùi Tín già nua, rúm gió, bị nhóm cờ vàng la hét, chửi bới, bắt phải quỳ xin lỗi vì đã làm bộ đội giải phóng miền Nam, mới thấy hết sự nhục nhã của Tín. Còn đâu đại tá Bùi Tín, phó tổng biên tập Báo Nhân Dân, vua biết mặt, chúa biết tên. Còn đâu những bóng dáng hiên ngang của một viên sĩ quan cao cấp của quân giải phóng Việt Nam có mặt tại dinh độc lập đúng vào ngày giải phóng đất nước 30 tháng 4 năm 1975. Bùi Tín luôn đau ốm, sống đơn độc không bằng hữu, với đồng lương thất nghiệp nhà nước Pháp cho. Bùi Tín chỉ đủ trả tiền thuê nhà, không biết buôn, không biết bán. Tín cố sống bằng nghề chửi lại đất nước đã sinh ra và nuôi nấng hắn. Dẫu cái vốn này đến giờ cũng cạn. tất cả chỉ mong có miếng mà bỏ vào mồm. Tín đâu còn có thể nghĩ khi Tín chết, người ta sẽ tổ chức hậu sự cho hắn thế nào, bởi đến miếng ăn hàng ngày y còn chẳng lo nổi. Thật tội cho Bùi Tín, song nghĩ cho cùng, đó là cái kết cục tất yếu cho những kẻ phản bội, bán nước cầu vinh. Tác giả Nguyễn Tiến Trung.